xin chào tất cả các con. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Ma Thị Diễm. Cô đang công tác tại trường Mầm non Hoa Sen, phường Hưng Xuân, thành phố Tuyên Quang. Các con ạ, hiện nay dịch bệnh virus Corona diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Ở tại Việt Nam chúng ta cũng đã ghi nhận 268 ca dương tính virus Corona rồi đấy. Chính vì vậy, để bảo vệ cho sức khỏe bản thân, cho cộng đồng và cho toàn xã hội, các con phải tự cách ly ở nhà, chưa được đến trường, đến lớp. Vậy khi ở nhà, các con phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày, dưới vòi nước sạch, các con nhớ chưa? Và đặc biệt hơn nữa, khi các con tiếp xúc với mọi người xung quanh hoặc có việc đi ra ngoài, các con nhớ phải đeo khẩu trang nhớ chưa? Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con cách đeo khẩu trang y tế và cách đeo khẩu trang vải. Đây là chiếc khẩu trang y tế. Cô sẽ nhẹ nhàng lấy chiếc khẩu trang y tế ra. Chiếc khẩu trang y tế có hai mặt. Mặt bên ngoài có màu xanh để chống mưa, chống bụi. Còn mặt bên trong, chiếc khẩu trang có màu trắng để hút ẩm. Khi đeo, các con nhớ đeo phần có thanh nẹp ở phía trên mũi và nhớ đeo phần có màu xanh ra bên ngoài. Khi đeo, các con nhớ đeo từ trái sang phải. Tiếp theo, tay trái các con giữ và tay phải các con kéo khẩu trang che phần cằm. Sau đó tiếp tục các con dùng hai tay miết thật chặt thanh này ở phía trên mũi. Và cô đã đeo xong chiếc khẩu trang y tế rồi. Các con nhớ khi đeo chiếc khẩu trang y tế, các con không được động vào phía bên trong có màu trắng. Bởi vì phía bên trong trực tiếp tiếp xúc với mũi và miệng của chúng ta. Nếu như chúng ta đụng vào thì vi khuẩn sẽ dễ xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Các con nhớ chưa? Khi gỡ chiếc khẩu trang y tế cũng vậy, cô cũng dùng hai tay nhẹ nhàng bỏ chiếc khẩu trang y tế ra và cô cho vào thùng rác có nắp đậy. Các con ạ, chiếc khẩu trang y tế chỉ được dùng duy nhất một lần. Khi dùng xong, các con nhớ bỏ vào thùng rác của nắp đậy. Vừa rồi cô đã dẫn các con đeo khẩu trang y tế rồi. Bây giờ cô sẽ dẫn các con cách đeo khẩu trang vải. Chiếc khẩu trang vải cũng giống như chiếc khẩu trang y tế, đều có hai phần. Phần bên ngoài có rất là nhiều màu sắc khác nhau, rất đẹp, rất phong phú và đa dạng. Nhưng phía bên trong chiếc khẩu trang vải cũng giống như chiếc khẩu trang y tế, có màu trắng và có những lỗ hút ẩm. Khi đeo, các con cầm hai quai chiếc khẩu trang vải và đeo phần có màu trắng có lỗ hút ẩm vào phía trong, tiếp xúc trực tiếp với mũi và miệng của chúng ta. Khi đeo xong chiếc khẩu trang vải, các con cũng không được động tay vào phía bên trong của chiếc khẩu trang. Nếu như các con động vào phía bên trong của chiếc khẩu trang thì sẽ dễ dàng cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Và sau đó, khi gỡ chiếc khẩu trang vải cũng vậy, cô cũng dùng hai tay gỡ chiếc khẩu trang ra và cô bỏ vào chậu nước có xà phòng. Sau đó cô giặt sạch chiếc khẩu trang, phơi dưới ánh nắng mặt trời và cô có thể tái sử dụng lại được. Các con cũng vậy, nếu như các con đeo khẩu trang vải, khi đeo xong các con đưa cho bố mẹ hoặc những người lớn ở trong gia đình các con, giặt giúp các con và phơi dưới ánh nắng mặt trời, sau đó các con có thể sử dụng lại được. Cô đã hướng dẫn các con cách đeo khẩu trang y tế và khẩu trang vải rồi. Các con đã biết đeo khẩu trang chưa nào? Cô chúc các con
những ngày nghỉ ở nhà.